Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi hướng dẫn chị em rèn kỹ năng bài tập liên quan đến hydro carbon nha các em. Sẽ tập trung vào ba hydro carbon là metan, ethylene và acetylene ha. Vậy thì các em quan sát vào bài tập sẽ hướng dẫn các em. Bài tập toán đơn nha các em, bài toán một sự kiện mol rất là dễ nha. Rồi các em quan sát nè. Đề đốt cháy 4,48 lít khí metan. Ở điều kiện lên chuẩn nha. Hãy đếm thể tích không khí tân dùng. Biết rằng oxy chiếm 20% thể tích không khí và thể tích khí CO2 sinh ra. Câu B thì hơi khó một chút xíu hai các em. Nếu dùng 500 ml dung dịch nam H0,5m hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 trên, muối nào tạo thành và khối lượng là bao nhiêu nha, và các thể tích khí ở đó điều kiện tiêu chuẩn. Trước tiên tôi tóm tắt cho các em trước nha, tôi ghi cho biết đây các em nha, cho biết. Rồi đốt cháy 4,48 lít khí metan nha các em. Là V VCH4 4,48 lít. Điều kiện lý chuẩn chắc ăn tìm được mol. Đây, bài hóa giải quyết theo này nha. Rồi câu E nè, tính thể tích không khí nha các em. Nhớ thể tích không khí không phải là oxy. Nhớ nha. Mà muốn ta tìm ra thể tích không khí phải tìm ra thể tích oxy. Thể tích, trong đây ta nói là thể tích oxy chiếm 20% thể tích không khí nha. Đó, là VO2 bằng 20% VKK là V không khí ạ. Vậy V không khí bằng gì? VOC chia 20%. Còn em nào nhớ nhanh hơn trong chương trình lớp 8 em, tôi dạy các em là gì? V không khí luôn luôn gấp mấy lần oxy? 5 lần thể tích oxy. Tại vì chia này ra nè, bỏ phần trăm đi, chia ra 1/5, đúng không? Chia chuyển lên là 5. Đó, chia 5 chuyển lên là nhân 5. Vậy thể tích không khí bằng 5 lần thể tích oxy nha. Vậy em muốn tính được thể tích không khí phải tìm được thể tích oxy, đúng không? Mà muốn tìm thể tích oxy được phải tìm được mol của nó. Mà muốn tìm mol của nó, đây hệ thống bằng này nha. Toán đơn cực kỳ đơn giản. Đây và thể tích câu B, tính thể tích khí CO2 sinh ra. VCO2 chắc ăn thì bằng mol nhân 22.4 thôi, cũng lại phải theo mol của này. Và câu C là câu hay nha các em. Câu C tôi cho nâng cao một chút xíu các em. Sau này các em ra chương trình lớp 10 á, chủ đề CO2 với tác dụng với kiềm học rất là nhiều luôn nha. Rồi vậy thì tôi phân tích nè. Dẫn nếu dùng 500 ml dung dịch nào hát là V dung dịch nào hát 500 ml, đổi ra luôn nha các em, 0.5 lít, cần dùng 0.5 mol m. 0.5 m lớn là nồng độ mol các em, nồng độ mol natri oxit bằng 0.5 m. Rồi. Muối nào được tạo thành và có khối lượng nào là bao nhiêu? Vậy hỏi muối nào chấm hỏi. Có khả năng sinh ra muối này em, muối trung hòa, muối axit, hoặc có khả năng sinh ra hai muối luôn. Đó. Vậy thì yêu cầu tính khối lượng muối đó luôn nha các em. Tôi chưa biết muối gì hết á, tính phải biết đâu. Rồi, giờ trình bày nha các em. Giờ giải quyết câu A câu B đi. Đó, nếu mình không giỏi hóa thì đèo cũng phải làm được hai câu đầu đúng không? Rồi, đầu tiên. Trước tiên các em tìm mol của gì em? Khí metan trước cho tôi. Nha, một bài hóa tính theo phương trình là tìm mol trước cho tôi. Nhớ kỹ điều này ha. Rồi, trình bày nè. Ta có mol của khí metan bằng 4,48 chia 22.4 bằng V chia 22.4 em, bằng 0.2 mol. Rồi, tôi biết phương trình là các em. Phương trình đốt cháy. Đốt cháy khí metan là khí CH4 các em cộng oxy. Nhớ đốt cháy hợp chất hữu cơ ra hai sản phẩm chính, chính là CO2 và nước nha. Khí CO2 đọc H2O. Rồi coi tôi cân bằng này. Một carbon đủ nha các em. Đây là 4 hydro. Ở đây có 2 thôi, cần phải thêm 2 nữa. Vậy đây tạo thành 2 oxy với 2 oxy là 4 oxy. Vậy thì lúc này tôi phải thêm mấy? 2, nó là 4. Rồi. Ráp vô các em. Đây là tỷ lệ mol nào? 1 mol, 2 mol, 1 mol, nước khỏi cần vi cũng được. Rồi muốn tìm được thể tích không khí phải tìm được thể tích oxy, mà muốn tìm thể tích oxy phải tìm được mol của nó. Vậy muốn tìm mol oxy rất đơn giản, phân qua xe 4, ráp vô các em. Đây là 0.2 mol. Vậy suy ra nhân chéo chị nghe. 0.2 nhân 2 chia 1. Có vậy bằng 0.4 mol không? Rồi em đổ ra đây cho tôi, 0.2 nhân 1 chia 2 bằng 0.2 mol. Rồi. Có mol oxy nè. Tìm được thể tích oxy nè. Đó, vậy thì tôi sẽ tìm thể tích oxy nè. VO2 bằng 0.4
thể tích bằng mol nhân 22.4, đúng không? Mol của oxy là 0.4 nhân 22.4, đúng không em? Thì bằng 8,96 lít. Rồi, giờ tôi sẽ tìm thể tích không khí nha, kết luận vậy. Các em viết lời giải nhé các em, ở đây tôi làm rất nhanh các em. Thể tích không khí có thể là nhân chuyển qua là chia 20% cũng được đó, hoặc là em có thể làm nhanh bằng 5 lần thể tích oxy bằng 5 nhân cho 8,96 các em. Các em được đáp số cuối cùng của nó là bằng 44,8 lít. Đó, đó là câu A các em. Giờ câu B này. Câu B là yêu cầu tính thể tích CO2 nha. Các em viết lời giải nha. Thể tích CO2 thì chắc anh này bằng mol nhân 22.4 thôi. Đúng chưa? Đó. Mol CO2 đâu? Nhìn đấy, 0.2 nhân 22.4 bằng 4,48 lít. Đó. À, câu C nha các em. Câu C khá hay nha các em. Rồi, tôi nhắc lại điều này ha. À, ai quên thì có thể ở trong những bài học trước tôi đã nói về chủ đề CO2 tác dụng với kiềm. Có hai loại nha các em. Thứ nhất là CO2 hoặc là SO2 tác dụng với hai loại kiềm, không biết loại kiềm nào có khả năng loại kiềm kiềm hóa trị 1 hoặc có thể là kiềm hóa trị 2 canxi hydroxit đó. Đó, trong lý thuyết tôi đã đề cập đến điều này rồi ha. Nha, ai quên thì có lại. Ở đây tôi sẽ lướt lại lý thuyết tốc độ nhanh, không có giải cặn kẽ từng phần cho các em nha. Vậy thì khi làm bài tập này nè em, khi dẫn toàn bộ lượng khí CO2 này nè vào NaOH là 0,5 nè, có nồng độ như vậy, thì lúc này nếu mà cái đề bài cho nè dẫn vào kiềm dư, nhớ kiềm dư chỉ có xảy ra mối trung hòa, có nghĩa là cái gì em, CO2 nếu mà tác dụng với kiềm dư NaOH hoặc canxi hydroxit cũng vậy nữa, thì chỉ ra mối trung này thôi, mối trung hòa này thôi nha. Đối với kiềm dư, nếu mà dư chắc ăn ra mối này, còn CO2 dư thì chắc ăn ra mối axit nha. Đó, nhưng mà đề bài không cho điều đó thì các em nhớ là cái phương pháp tôi dạy các em nè, em chỉ cần lập tỷ lệ mol mol kiềm là mol hóa trị một là trên mol CO2 nha các em, tôi cân bằng này. Có hai số cần lưu ý, số 1 và số 2, nhớ kỹ điều này nha, nhớ kỹ điều này nha, số 1 và số 2. Vậy thì tôi phân tích này, nếu mà em nhìn này, em nhìn này, lấy này chia này ha, lấy này chia này ra 2 đúng không, mol này này tỷ lệ là 2 trên 1 là 2, nếu mà ra từ 2 trở lên thì ra muối trung hòa, còn từ 1 trở xuống thì ra muối muối axit nha. Còn trong khoảng này nữa đấy, đây trong khoảng từ 1 đến 2 có khoảng 1 phẩy mấy chẳng hạn, thì chắc ăn ra 2 muối. Là bài toán thì phải giải hệ phương trình. Vậy thì muốn biết rất đơn giản, em phải tìm mol này ra này. Mol này tìm được mà, đúng không? Mol C2 có chưa? 0.2. Vậy thì em muốn làm câu C, các em phải tìm mol natri hydroxit này bằng CM nhân V dung dịch nha, V dung dịch. CM của nó là 0.5 nhân 0.5 bằng 0,25 mol. Rồi, lập tỷ lệ này các em. Tôi sẽ lập tỷ lệ ra mối gì ha? Tôi sẽ lấy số mol natri hydroxit trên mol CO2. Em để ý kỹ nha. Rồi, cái này chắc không đủ bàn đâu. Tôi sẽ viết trên này đi. Nha. Rồi, tôi sẽ lập này. Ta có mol của natri hydroxit trên mol CO2. Coi ra mấy các em? Lấy 0,25 nè, có nghĩa là bằng 0,25 á, mol natri hydroxit này các em, 0,25 chia cho 0.2 nó bằng 1,25. Hay 1,25, 1,25 thì trong giới hạn từ 1 đến 2. Em để ý kỹ điều này ha. Rồi, trong khoảng từ 1 đến 2 thì lúc này sản phẩm thu được 2 muối chứ phải 1 muối. Nhớ nha, lúc nãy các em ra bằng 2 thì ra muối trung hòa, từ 2 trở lên ra muối trung hòa, còn từ 1 trở xuống ra muối axit, còn nằm trong khoảng từ 1 đến 2 thì tạo ra 2 muối. Vậy suy ra muối thu được khá hay nha các em. À, 2 muối nè, muối trung hòa và muối axit.
Na2CO3 và NaHCO3. Nha các em. Muối đằng sau là muối axit đó các em. Nha. Rồi giờ đúng này tôi sẽ làm bài như thế này. Câu này khá khó nha các em. Đó, học như cho mình học nâng cao một chút xíu đi. Rồi, đầu tiên tôi viết phương trình tạo ra muối trung hòa trước này. Na2CO3 cộng nước. Này tạo ra muối axit NaHCO3 trên bàn nha, 2. Thấy chưa? Rồi, đó. Rồi cái này tự cân bằng rồi. Rồi, em mol natri hydroxit nằm ở mấy phương trình? Em nhìn coi, có phải hai phương trình không? Đúng không? Rồi, mol CO2 đây này em, đây là nó nào mang toàn bộ đi tác dụng NaH mà nó 0.2 mol, mà mol CO2 cũng nằm ở hai phương trình. Vậy bài này hệ toán này dạy sao? Có phải dạy hệ phương trình hay ở đâu? Đó, vậy em phải đặt đây là x mol. Thì đây là y mol. Nha. Vậy đây là 2x mol. Ghi đây luôn với em, x mol. Đây là y mol. Tìm này luôn, y mol để tí mình tính khối lượng của nó các em. Rồi, lúc này ta lập nha. Ta có hệ phương trình từ đây. Nên ta có phương trình. Hệ phương trình nha các em. Hệ phương trình luôn. Rồi tổng mol khí CO2 là x cộng y. Các em dùng máy tính bấm cho tôi. X cộng y là bằng 0.2 này các em. Và tổng mol natri hydroxit là 2x nha các em. 2x cộng cho y bằng là 2x là tổng mol mol natri hydroxit này, không phải 25. Rồi các em, em bấm máy tính giùm tôi. X bằng y bằng, bấm mod 5, mod 53 đúng không? X bằng 0.05. Cái này bấm máy tính là quái phải nhớ ra nha. Kia là 0.15. Rồi, em có mol mol muối muối trung hòa chưa? Đấy nè, mol muối axit chưa? Vậy em tìm được khối lượng của nó không? Đó, có mol thì tìm được khối lượng, đúng chưa? Vậy thì mình giải quyết ra ha. Rồi, vậy thì tôi trình bày luôn. Vậy thì khối lượng của Na2CO3. Đó, các em tìm M lớn luôn nha, bằng mol nhân M lớn. Mol của nó là x đấy em. Nè, mà x các em bấm máy tính là 0.05 rồi đó. M lớn của em tính nè. Na2CO3 là 46, 46 cái này là 60 đúng không? Vậy là 106. Các em tính được 5.3 gram. Và một khối lượng nữa là khối lượng của muối axit NaHCO3 thì bằng mol nhân M lớn. Mol của NaHCO3 là y này em, mà y bằng 0.15, em nhập 0.15 vô. M lớn các em tính nào. Natri 23 cái này 24 đúng không? 24 mấy cái này là bằng 60, vậy là 84. Vậy thì em tính ra được 12.6 gram. Đó, câu cuối là khó cho các em nha, em cố gắng nha. Rồi các em quan sát đến câu tiếp theo nha. Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít khí ethylene nha các em. Là khí C2H4 nha các em. Câu A viết phương trình, câu B tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng ethylene trên. Biết oxy chiếm 1/5 thể tích không khí. Nó không cho bằng 20% các em nha. Đó thì cũng giống nhau thôi, các em đừng lo lắng gì hết. Rồi, vậy thì tôi tóm tắt nè. Đốt cháy khí ethylene là khí C2H4 nè. 6.72 lít. Đây, điều kiện tiêu chuẩn. Đây là mấu chốt để giải bài. Đó, sẽ tìm được mol, đúng không? Rồi, câu A yêu cầu mình viết phương trình. Câu B tính thể tích không khí nha. Nhớ thể tích không khí luôn luôn gấp 5 lần thể tích oxy. Nhớ vậy luôn cho nha. Rồi, câu C nè. Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 trên vào 500ml dung dịch NaH1m nha. Vậy có nghĩa là thể tích dung dịch NaH ở trong đây là 500ml, đổi ra bằng 0.5 lít luôn các em nha. Có nồng độ là 1m luôn. Hỏi muối nào tạo thành và khối lượng nào bao nhiêu nha. Muối nào được tạo thành? Đây, vậy có khả năng là muối trung hòa, muối axit, và có khả năng tạo ra hai muối luôn nha. Đó, vậy thì yêu cầu tính khối lượng muối đó luôn, chưa biết muối gì hết. Để đây, giờ tôi giải quyết ý đầu tiên ha. Câu A. Nhưng mà đừng bao giờ viết phương trình trước, tìm mol trước cho tôi nha. Tìm mol khí ethylene ra. Ta có
Mol của khí C2H4. Em học rồi, thể tích bằng V chia 22.4 đúng không? V là 6,72. 6,72 chia 22.4 thì các em được đáp số bằng 0.3 mol. Giờ, tôi viết phương trình này. Khí ethylene. Đó, đem đốt cháy là tác dụng oxy đó, tê độ lên nha em. Nhớ ra sản phẩm là CO2 của nước. Nha. CO2 cộng H2O. Rồi mình kết bằng này các em. 2 carbon tôi thêm 2. 4 hydro, ở đây có 2 thêm 2 nữa. Đúng không? 4. Kiểm tra oxy nè, 2 với 2 nhân 2 bằng 4. 42 là 6 đúng không? Mà đây có 2 thêm 3 thôi. Được chưa? Tỷ lệ là 1,3,2,2. Rồi tôi sẽ lập tỷ lệ mol luôn các em nha. 1 mol, 3 mol, 2 mol. Nước khỏi viết cũng được. Đây, em muốn tìm thể tích không khí phải tìm được thể tích oxy. Mà muốn tìm thể tích oxy phải tìm được mol oxy. Mà muốn tìm mol oxy chắc ăn phải thông qua khí ethylene nha. Vậy mol ethylene là 0.3 mol. Rồi, nhân chéo lên nha. 0.3 nhân cho 3 chia 1 bằng 0.9 mol. Nè. Rồi cái này nhân lên là 0.6 mol. Nhân chéo chia ngang nha các em. Đó, nhân 2 chia 1. Vậy thì tôi sẽ giải quyết câu B này em. Tôi sẽ tìm thể tích oxy ra. Các em cố gắng viết lời giải nha. Ở đây tôi dạy nhanh thôi không viết lời giải. Rồi, thể tích oxy bằng mol nhân 22.4. Mol là 0.9 nhân 22.4. Các em được đáp số bằng 20,16 lít nha các em. Rồi, có thể tích oxy rồi, thể tích không khí nhẹ nhàng VKK. Nhớ luôn luôn gấp 5 lần thể tích oxy cho tôi. Em lấy 5 nhân cho 20,16, đáp số bằng 100,8 lít. Một khá lớn nha các em nha. Chủ yếu là câu C thôi. Hai câu đầu là học kỹ năng bình thường mình làm được rồi, đúng không? Rồi. Đây, dẫn qua kiềm này có thể tích và đồng độ luôn, vậy sẽ tìm được mol. Rồi lúc này em phải lập tỷ lệ mol để biết nha, tỷ lệ mol này, mol này trên mol CO2. Nếu mà ra 2 thì ra muối trung hòa. Ra 1 thì ra muối axit, còn trong khoảng từ 1 đến 2 thì đã ra 2 muối nha. Vậy thì tôi sẽ tìm mol natri hydroxit trước. Học rồi, công thức này bằng gì em? CM nhân V dung dịch. CM là 1 nhân 0.5 bằng 0.5 mol luôn nha các em nha. Tôi lập tỷ lệ luôn. Ta có lấy tỷ lệ mol NaO natri hydroxit trên mol CO2, mình thay vào mình tính này. 0.5. Mol CO2 đâu? Có nghĩa là lấy toàn bộ lượng khí này nè. Toàn bộ lượng khí này nè, mà nó lượng khí này có nhiêu không? 0.6. Đó, lấy 0.5 chia 0.6. Nhìn cái này chắc anh là bé hơn 1 rồi. Đúng không? Đó. Mà trong lý thuyết tôi đã dạy cái chủ đề này riêng nha. Nhỏ hơn 1 thì lúc này ra muối gì? Muối axit. Nhớ kỹ điều ha. Suy ra muối thu được các em. Tôi biết bên này ha. Suy ra muối thu được là muối axit. Nha, hay là muối gì tên là gì em? NaHCO3. Rồi, tính khối lượng muối đó luôn. Ra muối axit thì chắc ăn CO2 dư. Ra muối trung hòa thì ra kiềm dư. Nhớ kỹ này nha. Vậy thì tôi sẽ viết phương trình này. CO2 cộng natri hydroxit ra muối axit nha các em. NaHCO3. Quá dơ đơn giản đúng không em? Tôi cân bằng rồi. Một mol nè. Giờ lấy mol nào vô? Nếu mà em hiểu rõ nguồn gốc thì dễ rồi. Ra muối axit thì CO2 dư, mà CO2 dư thì chắc anh phải lấy mol kiềm vô, đúng không? Đó. Còn nếu mà lấy sai em biết liền nè. Rồi, nếu em lấy số mol CO2 vô nha, 0.6 mol thì em đổ ra đây nè. Thằng này phải dùng 0.6 mol. Nhưng mà để cho bao nhiêu? 0.5 à. Thế mình sai chưa? Đúng không? Đó, vậy thì chắc anh phải lấy mol kiềm vô. 0.5 mol. Nè, đổ ra đây, đổ thử ra đây, tính luôn nha, nhân chéo chị nha. Vậy cái này bằng 0.5 mol. Nè, tôi đổ ra coi nhiêu em, có phải 0.5 mol không? Nó có nhiêu em? 0.6. Mà nó dùng 0.5, nó phải còn dư 0.1 mol không? Đúng là CO2 dư. Đúng chưa? Đó, kết luận vậy. Nha, khối lượng muối thu được nè, khối lượng NaHCO3 thu được nè bạn. Bằng mol nhân M lớn, mol em, đây, 0.5
này nó là 84 đúng không, chia đôi ra bằng 42 gram. Em chỉnh mày vào nha, các em quan sát đến câu tiếp theo nha. À, bài toán đơn nữa các em. À, đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí acetylen. À, tính thể tích không khí cần dùng biết rằng thể tích oxy chiếm 20% thể tích không khí nha, và thể tích CO2 sinh ra. À, câu C, nếu dùng NaOH 0,5m lấy dư OM CO2 mà dẫn vào kiềm dư thì tôi dạy trong lý thuyết các em. Nếu mà kiềm dư thì chỉ có ra muối trung hòa thôi. Này không cần lập tỷ lệ. Nếu mà CO2 dư thì chắc ăn ra muối axit. Nhớ kỹ điều này ha. Vậy thì tôi tóm tắt bài này cho các em coi nè. À, cho thể tích khí acetylen là VC2H2 nha các em. 8,96 lít. Rồi. À, đốt cháy này tìm được mol nha các em. Câu A, người ta yêu cầu tính thể tích không khí. Nhớ thể tích không khí bằng 5 lần thể tích oxy cho tôi. Cho nó mau. Nha, khỏi 20% gì đó. Còn thiết thì đóng tắt vậy cũng được. Vậy phải tìm được thể tích oxy nha. Câu B, tính thể tích khí CO2 sinh ra thì chắc ăn bằng mol nhân 22.4 rồi. Câu C, dẫn toàn bộ nếu dùng 50 nếu dùng dung dịch NaOH 0,5m lấy dư hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 sinh ra nha ở trên thì khối lượng muối sau phản ứng, tính khối lượng muối sau phản ứng chắc ăn khối lượng muối sau phản ứng là muối trung hòa à NaCO3 thì chắc ăn bằng mol nhân ML. Còn cái đề cho chỗ này dư các em không có làm được gì hết, có nghĩa là V cho nồng độ natri hydroxit các em nha, cho nồng độ natri hydroxit chỗ này chẳng làm được gì hết, biết cho các em coi thôi. Mà tìm mol chẳng tìm được nữa, có V trong dịch đâu mà tìm mol, đúng không, không có thể lập tỷ lệ được đúng chưa. Đó, để cho là 0,5m rồi mà cho đây dư thì chắc ăn ra muối này, tôi đã viết cho các em rồi, lúc này không cần phải lập tỷ lệ. À, trong khoảng từ 1 ra 1 ra gì, 2 ra gì, trong khoảng 1 đến 2 ra gì nha. À, không cần lọc. Rồi, vậy thì tôi xử lý này. Đầu tiên tôi sẽ muốn tìm được thể tích không khí phải tìm được thể tích oxy, mà muốn tìm thể tích oxy phải tìm được mol. Vậy muốn tìm mol oxy chắc ăn phải thông qua thể tích khí acetylen. Đúng không? Vậy thì tôi tìm mol khí acetylen này bằng V chia 22.4. Các em thấy rồi, 8,96 chia 22.4 0.4 mol đúng không? Rồi, câu A tôi sẽ giải quyết nó nha. Tôi biết phương trình này, đốt cháy khí acetylen thì sản phẩm chắc ăn thu được CO2 và nước cân bằng nha, 2 carbon 1 carbon thêm 2 hydro các em, 2 hydro này em, ở đây 2 hydro đủ nè, tìm cho oxy nha, 4 với oxy đây là mấy, 5 mà đây 2 nhân mấy bằng 5, có phải 5/2 không? Đó, có nhiều em để phân số được không? Được, muốn làm đẹp quy đồng khử mẫu lên em, mẫu là 2 á, 2 chia 1 được 2 nhân lên đây, 2 chia 2 được 1, 1 nhân 5 vẫn là 5, 2 chia 1 được 2, 2 nhân 2 bằng 4 nha, 2 chia 1 được 2 nhân lên đây. Đó, muốn đa nguyên thì làm như vậy. Tôi lập tỷ lệ mol cho các em coi nè, 2 mol, 5 mol, 4 mol, đây 2 mol nhưng mà nước không có đề cập, khỏi viết ra luôn. Rồi, tôi muốn tìm được thể tích oxy phải tìm được mol đúng không, phải thông qua này C2H2 0.4 mol các em, lấy 0.4 nhân 5 chia 2 đúng không, đó à, cái này 2 vậy phải bằng 1 mol không, đó 0.4 nhân 4 chia 2 vậy thì đáp số bằng 0.8 mol đúng chưa. Rồi, nhau giải quyết thể tích oxy bằng mol nhân 22.4 mol này em, 1 nhân 22.4 bằng 22.4 lít. Rồi cuối cùng tính thể tích không khí nhẹ nhàng, nhớ 5 lần thể tích oxy cho tôi. Các em lấy 5, em nhân 22.4, các em được đáp số bằng 112 lít cho các em, khá là lớn. Rồi câu A xong, giải quyết câu B, cố gắng viết lời giải nha kỹ. Ở đây tôi làm nhanh nè. Rồi tôi sẽ tìm thể tích khí CO2 sinh ra này, bằng mol nhân 22.4, mol nó bằng 0.8 nhân 22.4, đáp số bằng 17,92.
Tiếp nha các em. Rồi. À, bài tập này khác bài kia. Bài kia phải lập tỷ lệ với năm cái gì, đúng không? Bài này không cần. Cho kiềm dư. Đúng không? Kiềm dư dẫn khí CO2 này vào NaOH dư mà dẫn vào tất cả, nhớ là CO2 SO2 dẫn vào kiềm dư thì ra muối trung hòa. Còn CO2 và SO2 đưa vào kiềm mà hai CO2 và SO2 dư thì ra muối axit. Nhớ câu này nha. Vậy thì tôi sẽ nói nè. Vì natri hydroxit dư nên muối thu được. Đó. Là muối gì em? Muối trung hòa là muối Na2COA. Rồi, tôi viết phương trình nè. CO2 cộng natri hydroxit tạo thành Na2COA. Cân bằng nha. Đây, NaCl ra sản phẩm sau là nước đó các em nha. Là muối và nước. Rồi các em, tính khối lượng muối này nè, quá đơn giản, lập vô 1 mol, 2 mol, 1 mol em. NaOH dư. NaOH dư thì chắc anh phải lấy mol chứ không dư. Chắc anh phải lấy CO2 đấy, lượng mol này lấy toàn bộ này 0.8 mol. Tôi đáp vô thử coi nha. 0.8 mol. Đúng không? Rồi cái này dư cũng chẳng biết nhiều nữa, hỏi tính cũng được nha. Em đưa cái đờ rét này, tại vì này dư mà, đưa đây cũng được nè. 0.8 nhân 1 chia 1 0.8 mol luôn. Vậy thì khối lượng muối trung hòa thu được. Vậy khối lượng Na2CO3 bằng mol của nó là 0.8, m lớn của nó là 106, đúng không? Đáp số à, 84.8. Nha các em, quan sát đến câu tiếp theo nha. À, dẫn khí ethylene qua đường bình đựng dung dịch brom thu được 18.8 gram dibrom etan nha. Là vậy em, là C2H4 brom 2 đó. Có m nhỏ tìm được mol. Bài toán 1 chữ kiện mol em. Câu A viết phương trình, câu B tính thể tích khí ethylene đã phản ứng, câu C tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng. Rồi tôi tóm tắt trước em nha. Rồi, cho biết m nhỏ dibrometan chính là C2H4 brom 2. Nó có khối lượng là 18.8 gram. Nhớ có m nhỏ thì tìm luôn m lớn giùm tôi. Nhớ brom là 80 nhân 2 là 160 nha. Rồi cộng cho 24 cộng 4 nữa thì đáp số em 188 gram em. Cái này làm được gì? Tìm được không? Đúng không? Đây là mấu chốt để giải bài. Rồi giờ mình đang xử lý nha. Câu A mình viết phương trình. Viết phương trình. Câu B tính thể tích khí ethylene đã phản ứng là VC2H4 mà thể tích em học rồi bằng mol nhân 22.4, đúng không? Và câu C người ta yêu cầu tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng là m brom 2. Đây. Giờ tôi phân tích các em nha. Bài toán này đơn, cực kỳ đơn giản. Nha. Nhớ đừng có viết phương trình trước, tìm mol trước cho tôi. Tìm mol đi brometan ra trước. Bằng m nhỏ chia m lớn nha. Các em hãy vô 18.8 chia cho 188 thì các em được đáp số bằng 0.1 mol. Rồi tôi viết phương trình để giải quyết vấn đề. Phương trình em. Nhớ nha, metan và khí acetylene đều có phản ứng cộng với dung dịch brom làm mất màu dung dịch brom. Nhớ kỹ điều này ha. Đây. Tạo thành C2H4 brom 2 tương cân bằng luôn các em. Rồi lập tỷ lệ mol này em. 1 mol, 1 mol, 1 mol, đúng không? Em muốn tìm thể tích phải tìm được mol, mà muốn tìm mol chắc anh phải thông qua thằng này. Và cái này cũng vậy luôn, bằng mol nhân m lớn. Phải tìm được mol. Nè, đáp vô là xong em. Số mol của dibrometan là 0.1 mol nè. Độ này đây, 0.1 mol. Nha. Và độ về đây cũng là 0.1 mol luôn. Rồi xong. Có đầy đủ mol rồi. Tính thể tích, các em viết lời giải nhé các em. Thể tích thì bằng mol nhân 22.4. Rồi mol đâu? Mol của khí C2H4 là 0.1 nè. Nhân 22.4 thì các em được đáp số bằng 2,24 lít. Thấy chưa? Câu C là tính thể tính khối lượng brom đã tham gia phản ứng nha, mà khối lượng các em học rồi bằng mol nhân m lớn, đúng không?
Monbrom đâu? Đây. 0.1 m lớn của nó nè, 80 nhân 2 ra 160. 160 nhân 0.1 vậy bằng 16 gram. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share để cho các bạn cùng học luôn nha các em nha.